Cắt giờ tới đồng luôn rồi anh em. Còn đây chiếc đang xuống cắt luôn rồi. Nay cắt đâu? Cái này nó xuống đây, nó cắt ở đây luôn anh em ơi. Yeah. Cắm cái đầu xuống luôn. Ban đường đi nè nè. Còn máy trên kia nó cắt ở trong kia. Bữa nay anh em mình ra đồng thư giãn luôn nha anh em. Tài xế xuống ban luôn. Vô rồi đó anh em ơi. Bây giờ nó xích xích ra ngoài. Ở đây thì là ngay đồng này khuôn nhỏ nhỏ không anh em ơi. Miếng dài cong mà chứ không có được nhiều. Cái mẫu xe này nhìn thấy đẹp quá. Mẫu xe này em nè. Máy này cũng mới vừa vô đồng luôn anh em. Cặp máy này thì của anh Phước ở xã Lương Phi nè. Ba khuôn máy cắt nữa. Rồi một khuôn nữa rồi. Tiếp tục. Không được mấy bao lúa à, anh em ơi. Lúa này thắt quá à. Rồi tiếp tục qua miếng thứ hai luôn anh em. Trời ơi qua cái dốc bật nhõng luôn, cắm cái đầu luôn. Mới qua bờ bị xúc xích ra nữa anh em ơi.
kéo nó qua bờ luôn anh em. Cắm cái đầu xuống. Ở đây bờ cao cao không anh em ơi. Đang vượt đường đi qua mấy ruộng khác. Tiếp tục ban bờ qua nè. Đang qua các miếng mới luôn anh em ơi, mới ban đường qua nè. Vô luôn nè anh em ơi. Kéo bữa nay đường xa quá xa luôn anh em ơi. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha, mình cảm ơn rất là nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.